John Davison Rockefeller, từ một đứa trẻ trồng khoai trở thành tỷ phú mà cả nước Mỹ đều ganh ghét. Rockefeller sinh năm 1839 tại New York. Đến nay tên tuổi của ông vẫn là biểu tượng cho sự quyền lực và thành công của giấc mơ Mỹ. Dù sinh ra trong một gia đình khó khăn nhưng mẹ của ông, bà Aliza, luôn dạy dỗ ông trở thành một người siêng năng, tiết kiệm và giàu lòng trắc ẩn. Niềm đam mê lao động và bản tính cho đi để nhận lại của ông cũng được hình thành từ đó. Ngay từ nhỏ, Rockefeller đã là một người giỏi tranh luận và khả năng tư duy toán học tuyệt vời. Cậu học giỏi vượt trội, thậm chí có thể giải nhẩm những bài toán khó. Năm lớp 7, cậu bé đã có thương vụ làm ăn đầu tiên, đó là mua vài con gà tây, chăm sóc và bán chúng. Cậu còn đào khoai giúp hàng xóm kiếm tiền mua kẹo, sau đó chia thành những miếng nhỏ bán lại cho các anh chị em để kiếm lời. Năm 16 tuổi, Rockefeller học ngành kế toán. Ông đã dành được một số vốn để mở công ty bán ngũ cốc, rau quả, thực phẩm và thức ăn gia súc. Công ty của ông sau đó nhanh chóng ăn nên làm ra, đạt được số liệu doanh thu đáng nể. Thậm chí, đó là một kỳ tích đối với một doanh nghiệp nhỏ lúc bấy giờ. Sau nội chiến, Rockefeller đã dự đoán rằng tuyến đường sắt Trung Tây sẽ trở thành huyết mạch chính. Vì vậy, sau cơn sốt dầu mỏ và sự ra đời của hệ thống đường sắt Đại Tây Dương, năm 1863, Rockefeller đã bắt tay với một vài người bạn gây dựng nên một công ty lọc dầu mới. Sau khi chiến tranh kết thúc, Rockefeller đã thành lập nên công ty dầu mỏ Standard Oil và trở thành một đế chế hùng mạnh, nắm trong tay quyền kiểm soát hơn 90% công suất lọc dầu của nước Mỹ năm 1877. Mình thực sự nể phục khả năng dự đoán được nhu cầu của thị trường và tư duy tính toán đỉnh cao của ông. Nhờ đó mà ông đã trở thành vị tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ với tổng tài sản chiếm được tới 2% nền kinh tế quốc gia. Nếu điều chỉnh theo lạm phát thì hiện nay tổng tài sản của ông đã lên hơn 400 tỷ đô la, giàu hơn cả tỷ phú giàu nhất thế giới bây giờ, đó là Elon Musk. Mình tin rằng qua thông tin mình đã chia sẻ thì các bạn cũng biết độ giàu có của Rockefeller kinh khủng đến mức nào. Từ một cậu bé đào khoai, Rockefeller đã xây dựng nên một gia tộc giàu có khét tiếng ở nước Mỹ đến tận bây giờ. Chính vì thế mà Bill Gates cũng thừa nhận rằng Rockefeller là người hùng kiếm tiền trong lòng của ông. Ngoài Rockefeller, bạn có biết vị tỷ phú nào cũng từng có quá khứ khó khăn cơ cực không? Hãy nói với kênh Tư Vẽ Tương Lai nhé!